bạn, tôi là bác sĩ y học cổ truyền Lê Hải. Lê Hải tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội và hiện tại đang làm chuyên gia tại công ty VMC Việt Nam. Hôm nay Lê Hải xin giới thiệu với các bạn một cái khóa học rất là tuyệt vời, đó là chăm sóc cái vùng thắt lưng của chúng ta. Nếu như các bạn đang có dấu hiệu về đau mỏi lưng, các bạn đang có vấn đề về thần kinh tọa, các bạn đang có vấn đề khó chịu ở vùng thắt lưng hông, đúng không ạ? Thì đây là một khóa học hoàn toàn phù hợp với bạn. Thì trong khóa học này thì Lê Hải sẽ hướng dẫn các bạn, thứ nhất là cái phần mà những kiến thức cơ bản, những cái nguyên nhân, những cái vấn đề ở vùng thắt lưng, các cái nào mà và bạn hay bị đau mỏi, đúng không ạ? Tại sao bạn hay bị đau mỏi ở vùng thắt lưng? Tiếp theo nữa, Lê Hải sẽ có một phần rất đặc biệt, đó là phân tích kỹ về phần giải phẫu, cấu trúc, chức năng, các cái vùng cơ, phần mềm, đĩa đệm, cột sống liên quan thắt lưng. Nhờ sự hiểu biết đó thì Lê Hải sẽ cung cấp cho các bạn một bộ các cái giải pháp rất là toàn diện để giúp giảm tải tối đa cho vùng thắt lưng của chúng ta và để tăng cường cái sức mạnh cột sống cũng như các cái vùng cơ bắp, gân cơ dây chằng xung quanh cái vùng thắt lưng để giúp chúng ta khỏi đau lưng một cách bền vững và lâu dài. Đó là gì? Đó là các kỹ thuật tự massage vùng thắt lưng. Đó là kỹ thuật sử dụng huyệt đạo để giúp chữa đau lưng. Các cái phần dùng bóng tennis để hỗ trợ cho chúng ta giảm đau lưng một cách tối đa ở những vùng mà chúng ta không thể với tới được hoặc những khi các bạn bị mỏi tay. Tiếp theo nữa là những cái bài tập rất là hay, những cái thói quen rất là tốt để giúp các bạn phòng ngừa cái đau lưng và để làm gia tăng cái hiệu quả của những cái phương pháp trị đau lưng như là massage, như là huyệt đạo, đúng không ạ? Vâng thì với cái bộ kiến thức như thế thì Lê Hải tin chắc rằng khóa học này sẽ là món quà tuyệt vời, rất rất tuyệt vời với những người đang gặp phải những vấn đề về vùng thắt lưng hông. Dù là cái vấn đề gì chăng nữa thì nó vẫn có những cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời dành cho bạn. Vâng, thì Lê Hải rất mong muốn được gặp các bạn trong những cái video của mình. Và các bạn có lẽ còn chần chờ gì nữa đúng không ạ? Chúng ta hãy tham gia vào khóa học thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.